mua sao tặng top 1, mất tiền không nhận được sao anh? Rồi mình nhận rồi, cảm ơn, yên tâm, bằng một cách nào đó mình sẽ nhận được, bạn yên tâm. Thế thế là nhận được rồi mà. Anh có con Queen không anh? Queen có. Ô, này có anh ơi. Cái mẹ em đánh 5 ngoại binh được luôn nhá. Ok vậy. Tức là tạm thời đánh 3 ngoại binh là khi nào em nổ hũ rồi em sai con đánh 5 ngoại binh. Nếu mà nổ. Ô, anh có Talon. Anh có 2 con Talon luôn đấy. Em cũng có Talon này, nhưng mà đánh ngoại binh anh ạ. Em đánh ngoại binh anh ạ. Ok. Thế có cần Queen nhá? Có anh. Có cần đồ gì không này? Đã không anh. Anh chơi Blitz đúng không? Ừ thì bây giờ đang là như thế đấy, nhưng mà mày cũng đéo có sự lựa chọn nào khác rồi đấy. Em cứ bắt tạm 2 Blitz 3, 2 con Blitz nữa. Có khi lại Blitz 3 giống như trước lại hay đấy. Ôi nhưng mà thế này không chơi không được này. Anh có cả Miss Fortune nữa nha em. Sai con Tha Thát. Anh hết bắn rồi. Vậy thôi anh bán nhá. Miss Fortune anh bán. Ok. Vậy quá khổ hay là găng đấu tập em ơi? Tiền anh ơi. Em 40 tiền rồi. Ui! Giáp với cung anh ạ. Giáp với cung. Cung em ơi. Ok. Game này đánh hũ được nha anh, game này. Ui. Game này đánh hũ gặp toàn mấy nhà mạnh, hợp lý đấy, không bị thắng anh ạ. Đép bằng Ezreal. Cứ đép bằng 2 sao đầu game như này là ngon rồi. Ờ, đép bằng Ezreal thôi chứ còn tầm này chịu rồi. À có một chàng phía ngoại binh nha em ơi, cẩn thận em, này. Em gặp rồi, em đòn ra đấy, thắng em rồi anh ạ. Bán hết tướng á, em phải bán hết tướng đi, còn 3 con, ông ấy 4 con ông thắng. À đâu, ông ấy cũng 3 con. Ôi giời, anh qua xong rồi. Ôi, bạn nó cũng qua may quá anh ơi. Mong là nó qua nhiều. Ui. Anh khỏe. Ờ không, con Blitz của anh chết là hết đấy. Ôi em mong là thế. Đúng rồi. Con đúng thật không anh? Đúng. Mẹ, tao thua, yên tâm, đổ má. Nó dắt lửa. Đúng thật không anh, đổ anh má. Anh cứ làm em sợ. Cô mẹ mẹ. Có thật không anh? Mỗi lần anh qua, để mỗi lần em qua. Chịu luôn đấy, mẹ nói là chịu luôn đấy. Phải thật quả có thật không anh ạ? À? Anh cũng đéo chắc là có thật không. Nó qua anh ơi. Tầm này anh qua khéo lại hay. Không qua được anh ơi. Em chết rồi. Ok. Chết 4 con. Không, anh qua là rồi. Anh qua là lần này anh ăn đấy. Tại vì nó không lên giáp máu. May quá. Ui em có 5 ngoại binh rồi. Thế thì tầm này đánh win vẫn ngon nhờ. Đánh win là ok luôn. Ờ đánh 5 ngoại binh ngon mà. Đánh 5 ngoại binh mà là chuỗi thắng vẫn có cơ hội ra được đồ. Đúng rồi. Vẫn có cơ hội ra đồ. Em đánh còn mẹ nó ấy đi, canh blank mẹ mày hút máu rồi crit các thứ đi. Có khi đứng nhảy nổ những con canh blank này vẫn phế, là một con 3 tiền mà anh thấy thì phải đến bây giờ vẫn chưa khám phá sức mạnh của nó. Nhưng mà nhiều con 3 tiền khác vẫn carry được, như con ra hát. Ờ, con này, nó chịu thế đấy. Ông có cùng qua anh con đông thì... Ui, mà anh qua ít không? À, nó qua... Ui, ôi, ơi, nó quá lực. Lissada, hay anh ơi. Chịu nha em ơi, chịu. Mẹ Lissada. Hay chứ không chịu anh ơi, hay như này là hay. Thua một con anh ơi, siêu đẹp nha, thua một con là siêu đẹp. Đâu quá, thì em hụt bẫy rồi nha. Hụt bẫy bẫy 2 máu, hụt bẫy bẫy 2 máu à. Giao tranh. Thì có mẹ chạm sửa chữa tầm này thì có đánh ấy ở thăng hoa không nhỉ? Em lấy hộp Pandora có khi em đổi đồ được á. Em ra cả Ugot rồi, game này có khi em chơi Ugot kẹp viên X là mắc binh, chơi ngoại binh nổ hũ bằng Ugot dễ lắm. Em đang giấu một cái kiếm ở đây á, tí nữa đi chợ nhặt cái cung. Đúng thật đấy chứ, game này hũ 20 được luôn anh ạ. Hũ 12 mắc rồi, nhưng mà có khi nếu mà cho là cho hũ 20 được đấy chứ. Đồ quá, nhưng mà em cũng không mất nhiều máu. Em đúng rồi, game anh thắng ấy, tại anh thắng với cả mới pha anh qua, em không có con nào. Qua vừa phải thôi thì lại đẹp. Ok, anh thua em ơi. Nó 5 nhà phát minh, anh chịu thế đéo được. Giết thêm con nữa. Ôi, giết thêm con nữa là thua 4 con là đẹp. Anh lấy cái kiếm nhỉ. Ok. 2 con 4 tiền luôn, ngon luôn. Ừ, về lên level không cho con này vào ping. Anh chơi 7 nhà phát minh á, mình không lấy được cái lõi nhà phát minh. Sao có ấn đánh toàn top xỉu, không thấy top tài nhỉ? Toàn top xỉu. Cái này là cái mình muốn hỏi, à, cảm ơn Đạt nhé. Cái này tức là mình chưa bao giờ hiểu được thế nào là tài, thế nào là xỉu nhé. Mọi người không thấy xỉu là dưới 10 anh ạ, xỉu là dưới 10. Xỉu là dưới 10, còn tài là trên 10. Đúng không? Nhưng mà ông ấy đang nói sai ấy, ông ấy đang nói hơi sai lệch một tí ấy. Không phải, như vậy thế à? Đúng rồi. Xỉu là dưới 10, tài là trên 10. Anh ơi, nếu con anh 18 tuổi có định cho con mình đi học đại học không ạ? Cái này tùy vào nói chứ sao tùy, sao hỏi anh được em? Bài đánh giờ hin mà anh em. Anh đánh giờ hin à? Vậy để em để đồ cho anh nhá. Em nó có nhiều. Không, nhưng em có một cái bộ cực cho anh luôn được ấy. Em có cái bộ cực cho anh à? Mày cứ ghép đi, mày cứ chơi đi. Tại vì bài tí kẹp giờ hin thôi.
Em lên cấp em dùng giờ hiên ghép đồ, em giờ hiên nó hũ em bắn vô cực qua cho anh luôn. Ờ không thì mày cứ ấy đi, tại vì bây giờ anh cũng chưa có con nào để ghép từ con Ezreal qua mà. Vâng, mà ý Giờ là em hiên. ghép để em giữ lại cho anh thôi. Ờ. Ghép để em giữ lại. Mày có cần con gì không? Đây có con Queen nữa này. Em không không anh, em chơi tí nữa em xoay bài bây giờ. Còn bạn nó quá nó mới đi có phải mày mệt lên không? Không sao anh ạ. Nó có một con à? Giờ Có hiên bốn 2 con, sao ở đâu có ba ra con. đây? Tôi ba con được anh ơi. Không sao anh ơi, em lên cấp 8 bây giờ em săn cấp 8 rồi. Em hú 10 rồi nhá. Thua 2 Ok tơn chịu ok khó, ok. thua 2 tơn, Anh 2 tơn ổn, còn 1 tơn. anh sắp 7 rồi. 2 tơn nữa là còn 30 máu, 30 máu hú 12 nổ một cái thì Không có bài 7 không giờ đâu. hiên chỉ cần anh khỏe thôi, chỉ cần Braum với Nelna 2 xong đồ đẹp nữa. Ôi anh có crit rồi. Em cho anh crit này như nào đây? Em cho anh vô cực nhá, em cho anh vô cực. Anh lắp cung xanh luôn anh ơi, lắp cung xanh đi. Có vẻ hay diệt khổng lồ, anh thấy diệt khổng lồ ngon hơn đó. Thì khổng lồ cũng được anh. Không sao đâu, cứ cười đi, có gì tí anh xem xoay bài gì. Bây giờ phải phụ thuộc ra nữa, thì phải nó đéo Đây, ra thì ok. hơi mệt. Ủa em ơi, giờ hi nó bắn thế này thì anh chịu sao nổi. Mẹ con giờ hi 2 này vãi lắm em ơi. Không sao, anh thua một con là đẹp mà, anh thua một con vẫn đẹp Ui, mà. lại đau quá, 38 Một máu. tơn nữa, một tơn nữa còn 30 máu là vẫn được anh ơi. Em ra cả diên x rồi anh ạ. Ui giời ơi. Hay là anh đánh một con này ta. Zone không? Em đánh zone không? Dạ không anh ơi. Không á. Em ra lại ra ba con zone em không chơi mà. Đi Em con đã chốt thế. bài nào em chơi bài đấy luôn. Không sao anh ơi, em tí nữa em zone ra cho anh được mà. Em còn 50 tiền nữa. Ôi con lác còn sống rồi thế đéo nào kia. Các bạn này. Ôi em nổ hũ 11 luôn anh. Còn diệt ích lực quá anh ạ. Em chưa dùng tiền mà em nổ hũ được này. Ảo quá anh ơi. Nổ bây giờ phụ thuộc với em này để xem anh xoay. Ôi zone ra nhiều thế. Ui em ra hai cái giáp thiên nhiên anh ơi. Phụ hai giáp Ôi thiên mẹ nhiên ơi. còn đống tiền. Ui ra zone nhiều thế nhở. Anh ơi mình thua một tơn nữa đâu anh. Ok. Để bạn cũng đã có cái gì đâu. Chưa có cái gì luôn á. Tại vì thua một tơn nữa là Anh vẫn phải kiếm giờ hin, chạy đánh bằng giờ hin thật rồi. Chịu rồi, đéo có một cái gì để đánh à. Bố mày. thua một tơn nữa là em lên 9 em zone kiểu gì cũng ra con dây xì cho anh. Hai Em giáp nổ sư. hũ hũ đẹp anh ơi, hũ 11 nhưng mà hũ đẹp nha. Hũ siêu đẹp. Ôi bà nó qua nữa. Không sao anh ơi, không sao anh ơi. Căng ấy nhở, không có giờ hin là trận này hơi khó comeback ấy. Còn nó hơi Không không, căng. anh có anh tâm, anh yên tâm. Bây giờ là tầm này là thắng ngược lại này. Bây giờ từ từ nhá, nhìn ra anh lấy cái gì đây, xẻng, xẻng gì được không ta, xẻng, xẻng. Chẳng đi, anh lấy chẳng đi. Anh lấy Xẻng chẳng đi, xẻng. em bắn cho anh một cái chẳng qua. Ok mày. Đài em quá mạnh rồi. Bây giờ phải kiếm con giờ hin thay vào đây này. Xoay bài giờ hin rồi, cái này chắc chắn phải là xoay bài giờ hin rồi. Em cứ bắn trước cái xẻng cho anh nhé. Qua đây em ơi. Qua đây em ơi. Ok, anh có giờ hin rồi. Ăn được này, Ok. có khả năng ăn được này. Bây giờ mới có giờ hin là vãi lồn thật. Ôi, có giờ hin cái khác ngay em ơi. Qua đi Ok em ơi, qua đi. Con mẹ có giờ hin cái thề luôn cảm giác luôn. Dự, như kiểu nó sống mẹ lại kiểu dạng như là đội mồ mẹ luôn ấy. Ping rồi em ơi. Ui gì nick 2 à? em di tích hai rồi anh ơi, em còn Gì? Gì em ơi? Giờ mới chuyển đồ được. Hai mốc nhà phát minh. anh chơi được rồi, hai hai móc nhà phát minh anh ơi. Ui con mẹ mày nó lên luôn mà, chứ còn gì nữa? Điên rồi, thế này thì điên rồi, từ từ nhá. 5 6 7 ui vừa bán con ấy xong. Dở hơi thế nhỉ. Đây anh ơi, anh ơi. Cái gì cái gì? Cái gì cái Anh gì? nhận đi, anh nhận đồ nhá, anh nhận đồ lên gì hai. Ôi con mẹ cà rít luôn em ơi. Ok anh ơi, Cái em gì thấy qua anh play còn em ơi? em thấy anh còn cái găng mà em phải uy tín nhé. Má, cái gì qua play em ơi? Đổ Ok má anh ơi. bảy nhà phát minh rồi. Em game này, em kiểu mà em có một cái mốc ngoại binh nữa là em chơi 7 ngoại binh luôn đấy chứ, em 6 ngoại binh rồi anh ơi. Hơi Một đen. đục. Con mẹ hết luôn. Hết cả nhà cái luôn mà em ơi. Em qua quán nhà luôn này anh ơi. Bản nó qua làm gì thì nó không nói anh ơi. Tí nữa có khi em bắn cho anh một con dây xì hai cầm cái bốc đồ qua cho anh được á. Một con dây xì hai cầm bốc đồ được. Ui anh ơi, em có một ấn nhà phát minh này. Anh lấy không? Ấn một ấn xạ thủ, một ấn nhà phát minh, anh lấy cái nào? Anh ơi, anh ơi. Mất à, anh lấy vào phát minh em ơi. Ok anh ơi. Nếu mà anh lấy nhà phát minh thì em lại không bắn con dây xì qua được, thế thì em phải bắn con khác. Giờ thế ôi
Coi mẹ mày. Hơi dở nhờ, cũng hơi dở cái đoạn đấy. Ai 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 thế thì cần dây dây si hơn, cần dây si hơn em ơi. Cần dây Đi mà xì cần dây hơn. si hơn em Ôi, ơi, em thật lại ra sự. một ấn, em lại ra một ấn nữa này anh ơi. Thế thì phải từ từ đấy nhá. Cơ mà mày nghĩ mày làm cái gì cũng được. Anh cần con dây si hơn em ơi. Nói gì nói đổ má Ok clip mà anh luôn anh đấy. Đổ má không có con dây si anh chết luôn đấy, đổ. đây anh ơi, em cho anh con dây xì luôn. Ô, nhưng mà chưa có hết chuyện rồi anh ơi, em hết mất chuyện rồi. Gì và play Thế thì em cứ giữ gì tạm nhá, em cứ giữ tạm nhá. ờ. Lại một mốc nhà phát minh nữa này, vãi cả bìu ạ. Sắp đi có mẹ em bài đó dở hơi ấy nhỉ, bên cần thì để đéo có, bên có thì đéo cần. Một khè em ơi, một Nhà đục em, anh ơi, nhà em 6 ngoại binh, 8 đấu sĩ anh ạ. gì. Nhà em 8 đấu Ôi em sĩ ơi, anh ạ. nhưng ờ hên quá con mẹ mày Không không qua. nhưng anh ơi, không có nhưng anh ơi, không có nhưng Hey anh Ngọc Anh, ơi. chúc anh live vui vẻ. Thank you, cảm ơn nhé, From cảm ơn nhân Japan sĩ with đoàn nhé, you. cảm ơn ngoại Fan binh Vân nhé, cảm ơn đi AVP vân ở đạt Việt nhé, Nam đến giờ em là có cái 4 ấn năm ngoại rồi. binh nữa thì hay. Cảm ơn nhâm, Nha. cảm ơn ngoại. Bây giờ em đợi bây giờ em ngồi đợi cái Pandora nó cho em cái ấn ngoại binh là ngon. Anh có đồ thì con tam ken của em nuốt, anh có đồ luôn đấy. Ờ ngon em ơi. Thôi các bạn bây giờ anh lên level anh bài anh hết rồi. Bây giờ em đợi cái ấn ngoại binh thôi. Học giả thôi các bạn, bây giờ kích hay là kích xạ Ui, thủ game này em chơi dây xì ba được nha anh ơi. nhỉ. Mày lên 9 rồi đúng không? Em lên 9 lâu lắm rồi anh ơi. Vãi thêm hẳn hai sẻng. Ôi bài mày quá mạnh rồi. Thôi thì thôi anh lên level thôi. Roll làm nữa. Anh roll Quá làm nữa. Anh nhận ra là anh roll làm nữa đâu. phải, em chưa biết bây giờ em thua kiểu gì luôn anh Thêm một cái máy móc thôi. Anh ạ. thêm một máy Anh chỉ móc. ngồi đợi em qua về, lúc anh chỉ ngồi đợi em qua. Em đợi đến 6 chấm em banh anh con dây xì cầm bốc đồ qua là anh quá trâu luôn. Hay còn Homer. Ui trời, ngoại binh sướng quá anh ơi. Ui em ơi, thêm một khè lại còn một tôi. Ơi, đầu tiên anh chết con. Không sao anh ơi, không sao anh ơi, em qua bây giờ với anh đây. Con Lissandra nó hơi câu giờ anh ơi, Lissandra nó cầm cái găng bảo thạch hơn câu giờ em quá. Ui. Ôi. Cơ Anh bạn ơi, mày nó dãy em ơi. Nó ưu tiện rồi để nó đứng ra giữa thì có vẻ. Cơ bạn thằng thằng đấy không qua được cứu rồi. thằng bạn nó luôn, thằng đấy qua Ok cứu thằng để bạn anh cho Janna vào thôi, đéo ổn, đéo ổn, đéo ổn, đéo ổn đéo mày. Còn luôn. Ui mẹ. thằng đấy qua cứu thằng bạn nó luôn, thua một con anh ơi. Full đam đéo được Em ra nha. một cái xẻng. Không sao, không sao, không sao. Em ra một cái xẻng Ơ này vẫn nhưng có mà xẻng đấy, anh thêm một chết nữa luôn. thêm một chest hay là dây xì hai nhỉ, hay là em gửi cho anh con dây xì không có đồ nhá, tí nữa JC không đổ. Cũng được em ạ. tại JC vì hạng. con cái bốc đồ nó không cho thêm được anh ạ. Ok. Cũng hơi căng đấy em ạ. Không phải bọn này nó cũng hơi bị solo ấy, đéo phải. Không, thả hết mẹ chat rồi còn đâu. Ủa đồ ulti. Ui, các bạn ulti. Ui rồi, hết. Ui rồi, đây rồi. Hết rồi. Anh ăn được con lắc, anh nhà lắc rồi. Ok anh ạ. Ui, vãi quá. Ui, vãi quá em ơi. Anh qua đây anh ơi, bạn nó qua anh ơi. Đây. Anh làm đéo có cái gì? Ôi Không căng. biết là thua à, từ từ nhá. Các Ui bạn á, lắp thế đồ em đi phải em ơi. bỏ, thế là em lại phải bỏ cái này ra rồi. Ôi dây xi, dây xi anh lấy dây xi cũng được. Ok. Anh lấy dây xì à? Không phải thôi em ơi, anh Thôi lấy thôi thôi, để em đồ lấy luôn. nhá, để em lấy nhá anh. Anh lên cái máy máy chiếu này anh đẹp tí. Janna 2 cũng ngon. Janna có đồ cũng ngon. Ôi thấp máu hơi căng nhỉ. Mày cần thìa, anh còn một cái thìa ấy. Anh thật thế, anh ship qua đệm được, anh ship qua đệm được. Anh còn một cái thìa với cả một cái ấy nữa này. À, mày Em mày có cái lấy thiệt rồi. Có cái thìa thiệt gì? rồi anh ạ, có cái thiệt. Anh có Zenix kìa. Còn mẹ e quá không gì cả Zenix cho mày nhỉ. Đi lấy làm gì anh ơi, em bài em full hệ mà. Hai bên đều có rồng em ơi. Mà Seraphine anh đéo hai được. Nhà Seraphine 8 đấu hai à. sĩ mà em thua được thì cũng lừa thật đấy. Ôi, tếu thế. Em qua được anh ơi, em qua Ôi. được, em qua. Anh còn rồng, nó hết rồng em ơi. Ok anh ơi, ok anh, ui anh thắng Anh còn rồng, nó hết rồng em ạ. Giờ biết trụ được, đến bây giờ đâu có cái gì mất máu đâu. Ôi Seraphine, mẹ mày Seraphine anh chữa hai nổi mới cay. Ôi, Seraphine anh đéo hai được nhá, cay thế nhỉ. Có mà mày còn chưa xả máy chiếu ấy, hợp lý các bạn. Ôi, nhưng mà nhà con củ nó cũng hơi mệt nhá. Ôi, máy chiếu quả đẹp quá. Máy chiếu quả đẹp quá, Lung Văn Linh. Lung linh luôn em ơi, máy chiếu quả quá đẹp luôn. Còn thua nữa thì chịu. Máy chiếu quả như thế còn thua nữa thì chịu. Đúng lật kèo luôn, đúng ngày hôm qua anh bảo các bạn không? Ôi gọi cả bạn nó qua đây các bạn ơi, gọi bạn cả bạn nó qua đây để nó bị đấm chung luôn. Ôi giáp thiên thần cho con đeo là nhỉ? Em đưa anh có một con dây si đúng không?
Vâng, đúng Hay là rồi. JC cảm giác thiên thần luôn JC bốc đồ, ta. em đưa cho anh JC cả bốc đồ đấy. Ok. JC chắc đổi anh Ezreal rồi thôi. Ezreal tao phải phế vãi luôn rồi. Hoặc Em phải kẹp thuật Homer sư, khả năng là em kẹp thuật sư vào đánh bọn này cho nó chắc cú anh ạ. có khi anh bỏ Homer em ạ. Homer tao phải đéo để làm gì. Em sát cô này. À cũng nhờ. Thế cô thì thôi, em bắt bài của em thôi. Bài của anh có áp thiên thần này. Ping nổi em ơi, em cần con gì không anh ping cho. Dạ không anh ạ. Cho gì cho đi em ơi, cho gì cho đi chứ đổ má để hồi hộp quá mày. Em ơi, Ok anh alo. ơi. Alo, Ok anh ơi, em đây, em đây. alo, alo, đổ Em đây má, anh ơi. alo. Em cho rồi anh ơi. Ôi, máy chiếu này là thế giới thì em ơi, máy chiếu là thế giới thì em ơi. Máy chiếu là thế giới thì em ơi. Khè, tun, hết bài luôn em ơi. Hết nước chấm. Anh ơi, bài em chín đấu sĩ anh ơi. Em chưa biết bỏ có gì ra đây. Ôi cẩn Bài em thận, mạnh ôi đi quá mẹ anh. bà em thua. Không À anh, không bài bà em em thắng, thắng nguyên nhà anh. lộn, nhìn nhầm Em lên môn nhà. đô 3, em lên môn bầu, môn đô 3 này. Gì, có mẹ clip rồi em ơi, clip rồi. Ok rồi. Găng bảo thạch thông đạo hay là bùa xanh? Găng bảo thạch thông đạo bùa xanh, bùa xanh đi anh ơi. Bùa xanh ha. Ok anh. Ok em ơi. Ui! Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 chết. Ơ cẩn thận nó móc em ơi. Cẩn thận nó móc ấy. Em đây, em Cẩn thận nó móc con Zenix em. một tay em đổi lại một tay. Ok. Anh còn một gửi đồ nhá, anh còn một gửi đồ nhá, gửi gì gửi nhá. Em chẳng biết em cho gì mà. Mà mày hết lực em ơi, hết lực. Bỏ sinh gật đó hả? Bỏ sinh gật đó bạn, không bỏ sinh gật là mất mất một tun đấy nhá. Mất một tun to luôn đấy. Homer tầm này đâu có tác dụng gì đâu. Ui ôi khè quả này. Ơ nhưng hai bên cùng khè. Hai bên cùng khè nhưng. Con môn môn đô 3 của em quái vật quá. Ui em ơi, anh lấy cái lõi vãi quá. Ui, anh lấy cái lõi hay vãi. Nó trong lúc ulti mà nó chết em, nó vẫn ra được ulti. Ok anh ơi. Ui. Đấu sĩ bùa xanh mũ phù thủy anh ơi. Đấu sĩ bùa xanh mũ phù thủy. Đấu sĩ bùa xanh mũ phù thủy em ơi. Bọn này khó cho nó quá anh ơi. Mày không cần cái gì đúng không? Mày full hết bài mà đúng không? Anh nhìn hệ em kìa. Full Em rồi. cũng chán luôn đấy chứ. Chín đấu sĩ nào mà đi co à. Anh cần một giờ hin. Chỉ còn cần mỗi giờ hin thôi. Chín đấu sĩ à. Em bỏ không bỏ con nào được Homer mà kích bỏ học con giả đi là hả? oi, bỏ Thôi con bạn ơi, đi. học giả ngon nhưng mà mất một tune các bạn ơi, mình cần tune hơn, mình không cần cái học giả ra làm gì cả. Mình cần tune hơn, quan trọng cái tune hơn rất là nhiều. Tune 2 giây đủ con này nó khè, đam rất là nhiều luôn. Đây này, hất con này về đằng sau rồi. Khè này, chứ còn học giả tầm này gì đâu anh em. Khè này, đục này, bớt đam này, tune này. Học giả ra làm gì đâu anh em. Cả quân nguyên anh ơi. Má, anh ăn rồi. Gì gì em Ok ơi, gì anh gì. ơi. Con bùn đồ 3 này hấn 10.000 máu ấy. Chị em ơi. Cô Ê, mà được phát sẻng, không? sẻng, sẻng nữa không ta? Còn sẻng gì Không nữa không nhỉ? không, Hết hết rồi chẳng nhỉ? làm Hết gì rồi, anh hết rồi, ơi, hết rồi. chẳng làm gì anh ơi. Quỷ thư đi, anh lấy quỷ thư nhá. Ok, Lấy quỷ em lấy cái gì thư. cũng được. Làm cái nó xét cho vui. Con Homer thay Ezreal á thì mất tái chế các bạn. Tái chế không chẳng may con này nó ra một cái lốc thì sao? Nó random ra một cái lốc thì nó rất là bất ngờ ở team kia. Để làm gì thì không nói. Vãi. Cô ơi, à mày 10.000. Ơ sao nó hiện đây là 5.600 máu nhỉ? Em nói đùa mà, em nói đùa Vãi. Làm cho ta tưởng ơ sao anh. 5.600 máu nhìn nó nhiều vậy nhỉ, nhiều hơn nhìn nhìn cái thanh máu ấy. Ui 10.000 máu thì hơn cả máu trôi máy lát này. chiếu này. Ui lắc 3 sao em ơi. Em biết rồi, anh biết rồi anh ơi. Lắp 3 sao thì cũng thế thôi anh ơi. Lắp 10 sao cũng thế anh ơi. Em mới đang nguyên Khè nhà lắp 3 sao nguyên nhà mà. khè hại. Ui mẹ nó bớt một phát chết em ơi, Không cứu sao anh ơi, không sao anh ơi. cứu cô ơi, đấm anh về một máu thôi xong. Nhìn con môn đồ của em, anh nhìn con môn đồ của em đi, anh cứ nhìn con Ông môn đồ của tổng em đi đáng anh. khiếp quá. Anh chỉ nhìn con môn đồ của em thôi nhá, anh chỉ nhìn con môn đồ của em thôi. Ôi Anh nhìn con môn đồ của em thôi, anh chỉ nhìn con môn đồ của em thôi. nổ bao nhiêu nó tính là bao nhiêu đam vậy. Em không biết nhưng mà anh cứ nhìn con môn đồ thôi Gì anh gì mà play mà nó đục và lắc 3 sao. ơi. Thay để máy chiếu à. Cô mẹ mày thay để bị máy chiếu. Ui À cái đáp thiên nhiên. Bảo gì hủ uy tín của anh ơi. Well play em ơi. Well play well. Vâng. 4k. Phải. Cảm ơn Đạt Nghiêm nhé.